Ngày 24 tháng 6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc. Kỳ họp diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, cùng sự tham gia của 94 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vừa được cử tri bầu ra trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết giới thiệu đại biểu Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, để Hội đồng Nhân dân khóa 10 bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đối với đại biểu Nguyễn Văn Dũng và các trưởng phó ban Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Dũng tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Trương Hải Hiếu trúng cử trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Cao Thanh Bình trúng cử trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân trúng cử trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Quỳnh Anh trúng cử trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi được bầu vào chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong thông qua tờ trình giới thiệu các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí Lê Hòa Bình, Phan Thị Thắng, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức và Võ Văn Hoàng. Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, gửi gắm đến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Điều giản dị nhưng quan trọng nhất là làm đúng và làm tốt phần việc thuộc trách nhiệm dân cử, là thực hiện đúng lời hứa với cử tri. Danh dự và trách nhiệm thuộc về các vị đại biểu, bởi các vị đã được cử tri chọn lựa. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng 30 đại biểu Quốc hội, 94 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 209 đại biểu Hội đồng Nhân dân các huyện và thành phố Thủ Đức và 1.822 đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn trúng cử nhiệm kỳ này. Đồng chí mong muốn các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ làm đúng, làm tốt trách nhiệm và lời hứa trước cử tri khi ứng cử.